Chào các bạn đến với khu vườn của nhà mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một dòng hoa cổ Sơn La. Đây được coi là dòng leo, nó có thể leo lên đến tầm 3 mét cao ấy. Dòng này thì mình thấy là khá là khỏe, cũng như là khả năng kháng bệnh tốt. Bông rất là to, lập nhanh, có khả năng chịu được nắng nóng. Với các dòng hoa khác nếu nắng nóng ấy, nó có thể là nó bị tàn nhanh ấy. Nhưng cổ Sơn La này thì mình thấy nó chịu nắng rất là tốt. Đây là một cây cổ Sơn La khoảng 1 năm tuổi của mình. Nó cũng chưa hẳn được 1 năm đâu. Nhưng bạn thấy lá hoa của nó nhiều chưa? Một cây xíu xíu. Nhưng mà hoa của nó lên tới đấy 11 bông luôn. Thường mọi người hay phân vân giữa, tức là hay bị nhầm lẫn giữa cổ Sơn La và cổ Hải Phòng. Thì mình có một vài gợi ý á, theo cái kinh nghiệm mà được chia sẻ lại cũng như là một thời gian mình tìm hiểu á, thì cổ Hải Phòng à cổ Sơn La ấy, thường nó sẽ được, bạn thấy gốc của nó đúng không? Tức là cành nhánh thì thường nó sẽ được mọc từ gốc, nên cảm giác là như cái cây này của mình là như là nhiều cây á, nhưng thực ra nó chỉ là một cây thôi. Mà nó đó, cái này của mình thì chưa được 1 năm tuổi. Nó đang bị một vài ít là dẹp xanh, là mấy cái nụ của nó này. Bông này hoàn toàn bạn có thể cắm cành cũng được. Thân của nó khá là cứng. Do mình đang chăm sóc hữu cơ nên nhìn nó cũng chưa được, gọi là sao ha, nó chưa được mập ú á. Ví dụ như cành này của mình này, đó. Từ 1 năm trở lên thì mà nó sẽ bắt đầu xuất hiện, đấy là hoa chùm. Bạn nhìn thấy chùm đúng không? Đây, mình quay hướng này cho nó rõ nhé. Đó, hoa chùm đó. Đây là đang bị diệp xanh. Nhưng mà rất may là có mấy con kính cam nó cũng đã đến hỗ trợ mình, chứ không thì rất là sợ luôn. Không, diệp xanh thường nó sẽ bu hết nào. Mình còn đang tới cả nhện nữa đây. Nhện này, diệp xanh. Lá non của nó thì sẽ có rất là nhiều màu, thì nó sẽ thường là có màu đỏ tím. Đó, cái này của mình bắt đầu nó đã có hoa chùm này, đang bị dẹp xanh tấn công. Hy vọng là mấy thiên thần cánh cam sẽ hỗ trợ mình. Hẹn gặp lại các bạn vào video giới thiệu hoa hồng, một dòng hoa hồng khác nhé.